Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Chỉ trong 4 năm qua đã có hơn 70 cán bộ cấp cao, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng đã bị xử lý kỷ luật, cảnh tỉnh chúng ta về tình trạng tha hóa trong sử dụng quyền lực. Thách thức xuất khẩu khi nhiều mặt hàng chủ lực đã đạt đến ngưỡng, nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có sự chuẩn bị trước, gia tăng giá trị cho các sản phẩm. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ngành tổ chức tổng diễn tập xử lý các tình huống an ninh trật tự với sự tham gia của hơn 4.000 người. Thưa quý vị, lễ trao giải cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 diễn ra vào tối ngày 15 tháng 12 đã vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự. Sau 6 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần 500.000 lượt thí sinh dự thi, bao gồm học sinh phổ thông, sinh viên và các giáo viên trẻ dưới 35 tuổi. Kết quả chung cuộc có 3 thí sinh vinh dự được trao giải nhất, 9 thí sinh được trao giải nhì, 18 thí sinh đạt giải 3, 60 giải 4. Cuộc thi góp phần tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành giáo dục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, ngày 16 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG. Chắc chắn đây sẽ là phiên tòa giành được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Được quan tâm không chỉ bởi đây không chỉ là vụ án lần đầu tiên trong lịch sử có hành vi đưa và nhận hối lộ lên đến hàng triệu đô la Mỹ, mà còn là một vụ án cảnh tỉnh chúng ta về tình trạng tha hóa trong sử dụng quyền lực. Năm 2015, công ty Mobile Phone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước, mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, các quy định cần thiết đã diễn ra trước khi Thủ tướng chưa có văn bản chấp thuận. Trong thương vụ này, nhà nước được xác định là bị thiệt hại tới hơn 6.500 tỷ đồng. Nhưng đáng nói hơn là số tiền các bị cáo nhận hối lộ từ nhóm cổ đông AVG. Riêng ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã nhận hối lộ lên tới 3 triệu đô la Mỹ, lớn nhất từ trước tới nay. Lợi ích cá nhân đã làm cho quyền lực nhà nước bị tha hóa. Khi có quyền lực trong tay rồi, những cái tác động xã hội, những tác động của gia đình, tác động của bạn bè đến rất nhiều, người thân rất nhiều, cấp trên có, cấp dưới có, thế rồi cộng với cái quan trọng nhất là bản thân mình không có bản lĩnh, không có bản lĩnh rồi thì thiếu rèn luyện và thậm chí còn tham nữa, và đặc biệt nữa là cái cơ chế của mình nó cũng tạo những cái kẽ hở lỏng lẻo. Khi mà quyền lực họ tưởng là của họ, họ ngộ nhận quyền lực ấy thì chắc chắn dẫn đến cái tình trạng là tha hóa quyền lực. Và trong trường hợp này đảng ta nói rất đúng, đấy chính là ý thức sai lệch dẫn đến cái khái niệm gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đây là cái mà đảng rất là băn khoăn. Chỉ trong 4 năm qua, đã có hơn 70 cán bộ cấp cao, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng và có cả tướng lĩnh công an, quân đội đã bị xử lý kỷ luật. Sự tha hóa quyền lực đã đến hồi báo động và đang để lại những hệ lụy nghiêm trọng. Đó không chỉ là hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt, mà còn là sự suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước và chế độ. Khi anh làm chức vụ càng to, quyền hành càng lớn, tiếp cận với những cái chỗ mà để có thể tham nhũng với cái giá tiền mà thể hiện ra là nghe rung mình, nghe không thể chấp nhận được và không nghĩ là tao mà dám tham nhũng ở cái mức như thế. Thì tôi cho đó là cái nỗi đau của đất nước mình. Cần phải xử lý thật nghiêm những người sử dụng quyền lực không phải vì lợi ích của nhà nước và của nhân dân. Đó là điều cần thiết. Nhưng cần hơn, vẫn phải có các cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng yêu cầu, phải nhốt quyền lực trong cái lồng quy chế pháp luật. Không phải là vơ đũa cả nắm để nói rằng ai cũng hư hỏng. Nhưng mà cái lòng tin
có lẽ chưa bao giờ bị giảm sút như bây giờ. Thế cho nên là vấn đề các đồng chí lãnh đạo của ta đề ra phải kiểm soát cái quyền lực, nó có cái ý như vậy. Đại hội đảng các cấp đang đến gần. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Trong khi tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để chống tha hóa trong lĩnh vực này, việc thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị vừa ban hành là vấn đề đặt ra lúc này. Bởi cách kiểm soát tốt nhất vẫn là không được trao nhầm quyền lực cho những người suy thoái, không đủ phẩm chất và năng lực. Chuyển sang các thông tin kinh tế. Trong 11 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt hơn 470 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Bộ Công Thương cho biết với tiến độ như hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ đạt mức kỷ lục trên 500 tỷ đô la vào nửa còn lại của tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo xuất khẩu năm 2020 sẽ đối diện với những thách thức khi nhiều mặt hàng chủ lực đã đến ngưỡng và có dấu hiệu suy giảm. Ở chiều ngược lại thì đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có sự chuẩn bị trước về sản phẩm, thị trường bứt phá, gia tăng giá trị cho các sản phẩm. Trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam đã giảm 5,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đơn hàng của doanh nghiệp này không chỉ tăng 300% sản lượng mà giá bán cũng cao hơn 17% so với năm trước. Đại diện doanh nghiệp cho biết quan trọng nhất là vấn đề quản trị và chú trọng đầu tư công nghệ. Hiện tại bây giờ công nghệ của tôi đang là công nghệ mới. Thế cho nên là đảm bảo được toàn bộ cái chất lượng xử lý và chất lượng được cái đầu ra của tôi cho nước ngoài tin tưởng. Hiện tại bây giờ tôi xuất đi 3 nước, Nhật, Đức và Anh. Đến thời điểm này, Việt Nam đã có 21 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong số này, 17 mặt hàng chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu đã giảm về sản lượng cũng như giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ. Thị trường của thế giới thì cho đến nay đã bão hòa. Và các mặt hàng này thì các mặt hàng chủ lực của ta xuất khẩu thì các cái nước sở tại hiện tại họ cũng đang mở rộng sản xuất. Cái điều đó nó buộc chúng ta phải thay đổi một cách chơi. Chúng ta phải căn cứ vào thị trường thế giới, chúng ta phải căn cứ vào những cái đòi hỏi của thế giới để mà và những cái điều kiện thế giới có thể cung cấp để tạo ra cái năng lực mới cho cái xuất khẩu của mình. Đến nay, 12 trong tổng số 13 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết đã có hiệu lực. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu. Quy mô của cái xuất nhập khẩu mà đã bằng hơn 2 lần của GDP thì chúng ta thấy rõ là cái năng lực cạnh tranh trong thị trường quốc tế của các sản phẩm cũng như của nền kinh tế Việt Nam đã có những cái sự cải thiện thật sự. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm nay sẽ là năm đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng con số này có thể sẽ còn cao hơn nữa nếu như các doanh nghiệp có những thay đổi trong tư duy xuất khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ để chuyển dần xuất thô sang xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến với giá trị cao hơn. Trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và nông sản quy mô lớn nhất Việt Nam vừa được khánh thành tại huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp, trực thuộc Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ cung cấp cho thị trường 100.000 tấn gạo và 50.000 tấn giống một năm. Nhà máy được đầu tư dây chuyền chế biến đồng bộ hiện đại của Nhật Bản và được quản trị theo mô hình thông minh trên nền tảng công nghệ 4.0. Đây sẽ là nơi nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cây trồng, phục vụ vùng xuất lúa gạo lớn nhất cả nước tại đồng bằng sông Cửu Long, tạo ra sản phẩm gạo đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất trong xuất khẩu. Chuyển đổi cây trồng phù hợp có thể giúp người nông dân đạt năng suất cao hơn tới 23 lần so với trồng lúa. Đó là nhờ sự thay đổi tư duy ngoạn mục từ cách nghĩ đến cách làm của bà con tại nhiều địa phương. Đây cũng là điều mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra với người nông dân tại hội nghị đối thoại mới đây tại Cần Thơ. Chính nông dân phải tự đổi mới và tham gia vào chuỗi sản xuất để gia tăng giá trị và sức cạnh tranh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh Đồng Nai sau đây là một ví dụ điển hình. 1,5 hectare ruộng gò, vốn chỉ trồng lúa một vụ và trồng mía ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Khi chuyển sang trồng bưởi da xanh và bưởi đường lá cam Biên Hòa, đã cho thu nhập 1,2 tỷ đồng một năm, tức là cao hơn 23 lần so với trồng lúa. Không chỉ vậy, vườn bưởi này chỉ cần duy nhất một người chăm sóc và thu hoạch. Phải như làm thủ công hồi xưa nữa, bây giờ mình làm bằng cơ giới hóa rồi, máy móc hết rồi chị.
Thì nói chung là mình biết, thứ nhất là biết cách chăm sóc, bỏ phân tưới nước. Đó là em thấy cũng không có cực gì mấy. Hơn 220 hectare bưởi tại xã Bình Lợi, trong đó có 120 hectare đang cho trái, là yếu tố quan trọng để thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt 63 triệu đồng một người một năm. Sản phẩm làm ra đã có hợp tác xã đứng ra làm đầu mối tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Và mô hình này không chỉ dừng ở một xã hay một huyện của Đồng Nai. Từng trồng cacao theo phong trào từ năm 2010 và đã định chặt bỏ vì không có hiệu quả. Năm 2014, 1,5 hectare đồi của vợ chồng ông Thanh đã đổi đời khi tham gia chuỗi cánh đồng cacao mẫu lớn của công ty Trọng Đức. Vườn mình hiện bây giờ là có 3 loại cây. Thứ nhất là cây điều, thứ hai là cây mít, thứ ba cây cacao. Thì mình xem như vậy thì cái lợi nhuận nó cao, trong cái trang trại mình thì mình có 1 hectare rưỡi thôi. Mà thu nhập là phải 300 triệu trong một năm. Gia tăng giá trị kinh tế nông nghiệp không chỉ là chuyển đổi cây trồng mà còn là tạo ra những mô hình liên kết để đưa tiến bộ công nghệ vào phục vụ nông nghiệp nhằm phát triển bền vững. Nhiệm vụ đột phá là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng là công nghệ cao, liên kết với người dân với doanh nghiệp để phát triển bền vững và đồng thời chế biến sâu, tạo thành cái vùng Đồng Nai thành cái vùng mà công nghiệp chế biến về nông nghiệp để tăng thêm cái giá trị gia tăng. Đây chính là kết nối để có các giải pháp tổng thể, toàn bộ và xuyên suốt cho phát triển nông nghiệp ở Đồng Nai, một tỉnh có đến hơn 60% diện tích là nông thôn, đồng thời là đòn bẩy cho mục tiêu tỉnh nông thôn mới nâng cao đầu tiên trong cả nước. Thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hàng trăm hộ nghèo ở tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có chung niềm vui được ở trong những ngôi nhà mới từ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội. Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung phát triển kinh tế đêm với những sản phẩm và trải nghiệm mới cho du khách tới với địa phương này. Tiếp tục với các thông tin thời sự, hơn 13.000 hộp sữa dinh dưỡng đã đến tay các em học sinh trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Thị Một thuộc huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An vào sáng ngày 15 tháng 12. Đây là hoạt động nằm trong chương trình VP Milk, triệu hộp sữa cải thiện dinh dưỡng học đường. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và trao quà cho các em học sinh. Thay vì chỉ tập trung vào đối tượng mầm non tiểu học, lần này chương trình cũng dành tặng trên 700 hộp sữa dinh dưỡng cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Xây dựng thói quen uống sữa mỗi ngày sẽ giúp các em cải thiện thể trạng, phát triển toàn diện cả về thể lực lẫn trí tuệ. Dịp này, công ty cũng trao tặng hơn 600 mũ bảo hiểm cho thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Một, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức an toàn giao thông cho học sinh và cộng đồng. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có chung niềm vui được ở trong những ngôi nhà mới. Sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội sẽ giúp cho những ngôi nhà được sửa chữa, xây mới và người lao động nghèo sẽ được an cư và lạc nghiệp. Với mức thu nhập từ công việc lao công tại chợ Đông Ba lại phải chăm sóc người mẹ bị bệnh tâm thần. Từ bao năm nay, căn nhà 13m² của gia đình anh Nguyễn Ngọc Trung không đảm bảo để che mưa, che nắng. Này căn nhà mới đang được hoàn thiện, mang lại niềm vui cho gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Sự quan tâm của các nhà hảo tâm và nhà nước, tôi cố gắng vay mượn bạn bè, bà con lối xóm để sửa chữa nhà cửa để đón Tết năm nay. Từ 30 triệu đồng hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và sự giúp đỡ của nhiều cơ quan doanh nghiệp, chị Lê Thị Kim Anh, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, đã xây dựng được ngôi nhà vững chắc, giảm bớt nỗi lo mỗi khi vắng nhà trong những đêm mưa gió. Tôi thường xuyên làm vào ban đêm, tôi không yên tâm khi ở căn nhà cũ. Nay được sự hỗ trợ, tôi đã làm được ngôi nhà khang trang hơn và tôi cũng yên tâm công tác hơn. Chúng tôi đã nỗ lực trong cái vận động, trong cái tuyên truyền. Và khi chúng tôi về cơ sở bằng mọi cách thì chúng tôi mời được doanh nghiệp cùng đi với chúng tôi. Và chắc chắn rồi khi đến với địa điểm cần thì doanh nghiệp và hầu như đã có cái tiếng nói chung với công đoàn. Tết Nguyên đán năm nay sẽ có hàng trăm căn nhà được sửa chữa, xây mới, bàn giao cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để các hộ dân yên tâm lao động sản xuất, tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngày 15 tháng 12, Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc đã ra quân thực hiện đợt cao điểm an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả 3 lĩnh vực đường sắt, đường bộ và đường thủy. Trong đó, đặc biệt tập trung vào xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ thường xuyên túc trực để giải quyết ùn tắc, không để ùn tắc giao thông kéo dài trên cả nước trong dịp Tết năm nay. Đợt cao điểm lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 14 tháng 2 năm sau. 4.000 người đã tham gia diễn tập xử lý các tình huống an ninh trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 12. Lần đầu tiên, nhiều phương tiện, thiết bị xử lý hóa chất độc hại cũng được sử dụng. Và đây cũng là năm đầu tiên phóng viên báo chí được tham gia tác nghiệp để lan tỏa thông tin, giúp mỗi công dân thành phố biết cách cùng tham gia với các lực lượng chức năng. Không chỉ một mà nhiều tình huống giả định với các cấp độ tăng dần do nhóm người bị kích động tụ tập gây rối trước trụ sở một cơ quan ngoại giao nước ngoài nhằm gây sức ép chính trị đã được thể hiện. Và ứng phó với những diễn biến mới là sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng để cô lập nhóm gây rối. Kết hợp giữa việc xử lý tại chỗ với xử lý trên không gian mạng, kết hợp sức mạnh lực lượng chính trị nòng cốt, sử dụng nhuần nhuyễn các lớp hàng rào bảo vệ, trang thiết bị hiện đại để kịp thời chấn áp, tránh lây lan ra các khu vực khác, cũng như nhanh chóng sơ cấp cứu những người bị thương. Tình huống diễn tập chống biểu tình bạo động đã hoàn thành đúng như dự kiến. Buổi diễn tập không chỉ là cơ hội đánh giá lại khả năng ứng phó tình huống của các lực lượng vũ trang, cũng như là các cái cơ quan sở ngành trong hệ thống chính trị của thành phố, mà mỗi một người dân, mỗi một cán bộ, nhân viên trong các cơ quan đều có thể biết được cần phải ứng phó như thế nào khi tình huống có thể xảy ra. Bởi vì giữ vững an ninh trật tự không chỉ là đảm bảo mục tiêu phát triển cho thành phố, mà còn là đảm bảo một cuộc sống bình yên hạnh phúc cho hơn 10 triệu cư dân của thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, phần thực binh chống gây rối biểu tình. Đây là diễn tập cuối cùng khép lại những hoạt động sẵn sàng ứng phó với tình huống an ninh trật tự được toàn thành phố triển khai trong năm 2019 với mục tiêu vì thành phố bình yên và phát triển. Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39 đã diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào tối ngày 14 tháng 12. Ban tổ chức Liên hoan đã trao tặng giải thưởng đặc biệt cho bộ phim Về nhà đi con do Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. 30 tác phẩm đạt giải vàng, 54 tác phẩm đạt giải bạc. Theo đánh giá của các ban giám khảo, Liên hoan lần này có số lượng tác phẩm dự thi ít hơn so với năm trước, nhưng chất lượng tăng lên rõ rệt ở nhiều thể loại khác nhau. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 năm 2020 sẽ được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ninh đang vươn lên trở thành trung tâm du lịch của cả miền Bắc. Trong 10 tháng của năm nay, Quảng Ninh đã thu hút tới 12 triệu lượt khách, trong đó hơn 4 triệu khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch là khoảng 24.000 tỷ đồng. Thế nhưng tiềm năng du lịch của Quảng Ninh vẫn rất lớn. Bên cạnh sức hút từ kỳ quan Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tập trung phát triển kinh tế đêm với những sản phẩm và trải nghiệm mới cho du khách. Liên hoan xiếc thế giới 2019, điểm hẹn mới của thành phố Hạ Long. Ý tưởng một sản phẩm du lịch cho mùa thấp điểm đã mang lại thành công ngoài mong đợi với những màn trình diễn mãn nhãn thu hút người dân và du khách. Bản thân các nghệ sĩ xiếc quốc tế cũng không khỏi bất ngờ trước một thành phố di sản sôi động. Hạ Long là một trong những nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng được đặt chân đến. Thành phố đẹp năng động, cảnh quan hấp dẫn, con người hòa nhã thân thiện. Chợ đêm, phố đi bộ, các show diễn, âm nhạc đường phố, các nhà van, ẩm thực, đặc biệt là phở show vào cuối tháng 12 tại Cung Quy Hoạch là những nỗ lực của Quảng Ninh đa dạng trải nghiệm về đêm cho du khách. Tuy nhiên, nguồn thu vẫn còn bị hạn chế khi các loại hình dịch vụ đều buộc đóng cửa trước 12 giờ đêm. Hình thành những cái khu phố đi bộ làm sao mà để khách có thì vui chơi giải trí, rồi những khu vực vui chơi giải trí thực sự là có cuốn hút khách.
Cái thứ hai là sẽ thực hiện các khu phố mà ẩm thực ăn uống. Cái thứ ba nữa là sẽ đẩy mạnh cái dịch vụ về cái mua sắm hàng hóa để chúng ta có một cái phát triển nó vừa là đạt cái yêu cầu, đáp yêu cầu khách nhưng mà nó phát triển bền vững. Làm sao đấy để khách du lịch đến với Quảng Ninh, đến với Hạ Long không chỉ đi thăm vịnh, không chỉ đi thăm Yên Tử, không chỉ đi đến các cái địa điểm đang có mà người ta còn có cả các cái sản phẩm để kết nối về đêm để cho nó không có cái khoảng thời gian chết khi mà họ đến với Quảng Ninh, đến với Việt Nam, chi tiêu nhiều hơn cho cái giá trị tăng thêm của ngành du lịch sẽ tốt hơn, người dân thu nhập nó tốt hơn. Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 đón 30 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 15 triệu lượt, tỷ trọng cơ cấu dịch vụ du lịch trong nền kinh tế từ 47% trở lên. Chắc chắn, kinh tế đêm với những trải nghiệm văn hóa giải trí sẽ giúp tăng thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách du lịch, tăng nguồn thu, tiền đề bứt phá hơn nữa cho du lịch địa phương. Sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua. Trong các ngày từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Tại các chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga và Belarus về quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, các thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp các nước về hợp tác nghị viện. Những kết quả đạt được trong cuộc gặp lần này đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga cũng như quan hệ đối tác truyền thống Việt Nam-Belarus. Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao, mục tiêu của Việt Nam là thúc đẩy vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình an ninh quốc tế, cũng như góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an. Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là thể hiện sự chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong tuần qua, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã chính thức khai trương tại Hà Nội. Như vậy, người dân và doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào địa chỉ dịchvucong.gov.vn sẽ được sử dụng 9 dịch vụ công như cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, cấp giấy, nộp thuế điện tử, v.v. Ngoài ra, với 4 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, người dân và doanh nghiệp còn được sử dụng thêm những dịch vụ khác như đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký khai sinh. Sau nhiều năm chờ đợi, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đã mang vinh quang về cho Tổ quốc sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển U22 Indonesia trong trận chung kết tại SEA Games 30 vào tối ngày 10 tháng 12. Màn trình diễn xuất sắc của U22 Việt Nam đã làm nức lòng hàng triệu trái tim người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam đã chiến thắng vang dội 3-0 trước U22 Indonesia với cú đúp của Văn Hậu và một bàn thắng của Hùng Dũng. Qua đó xuất sắc giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games lần thứ 30. Thêm một tin vui đã đến với nền di sản văn hóa Việt Nam. Cuối tuần qua, thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 13 của Việt Nam, được UNESCO vinh danh. Từ đây, di sản thực hành then sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị rộng rãi hơn, góp phần khẳng định sự đa dạng, giá trị và bản sắc của văn hóa Việt Nam và làm giàu thêm cho kho tàng văn hóa chung của nhân loại. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc qua ứng dụng VTV Go của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.